tới ngày giỗ của bà. Tí con tôi tới đây thăm bà, cúng bà. Bà hãy phù hộ cho tí con tôi mạnh khỏe và làm ăn. Con à, dạ. Bưng cái này giùm tía. Không biết má con có nằm ở khúc sông này không hết tía. Bữa đó gió lớn nước xiết lắm, không biết má con có bám víu được khúc sông này không. Tía, tía không làm đám giỗ cho má rồi mời mọi người tới ăn hả? Tía cũng không muốn bày vẽ làm chi, tụi bay mệt thêm nữa. Đúng là do duyên số hả tía? À, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Nhìn xa trông thấy em cười, có thương anh thiệt. Có thương anh thiệt, đừng cười đẩy đưa. Hò, anh thương em, nói thiệt em nhờ, chứ đừng có xí gạt, em chờ hết duyên. Có gì đâu, thì anh thương anh thiệt mà. Em, kéo anh vô giùm. Anh đưa đây. Kéo vô, kéo vô. Em. Em. Anh này kỳ quá à. Người ta nhìn thấy kìa. Có gì đâu mà ngại. Anh thương á, thì anh nắm tay thôi, có gì đâu. Tóc ngang lưng vừa chừng em bơi, để chi dài bối rối lòng anh. Tao chẳng hiểu nổi mày. Nó mới vừa khỏe lại mà mày kiếm chuyện với nó nữa. Lỡ nó có chuyện gì mày tính sao? Con vợ em á, nó khỏe lại rồi, hay lo giùm nó làm gì. Tía má mà biết là mày chết chắc. Trừ khi á, là 2 mét tía má thôi. Mày mà còn làm quá tao mát thiệt đó. Lo gì xin lỗi nó giùm tôi cái đi. Xin lỗi hoài, suốt ngày cứ xin lỗi. Đâu về đó?
em đi qua trạm xá khám rồi ghé tính tiền với khách. Công việc thì giờ về mà ổng cứ cản trở thiệt là em bực mình lắm luôn á. Ừ, thằng Ba Phát coi vậy chứ nó khờ đuôi à, nghĩ gì nói nấy, chứ nó mà im im á thì mới khổ đó. Hai ơi, hai coi ổng vậy á chứ ổng nhiều cái ba gai lắm, em phải chịu nhịn ổng hoài hả? Ủa mà sao hai đứng đây hoài vậy? Hay tính á, một lát qua gặp tía má chồng của em nè, hay có chút chuyện. Không phải em nhiều chuyện, nhưng mà đúng anh Hai Tấn làm khổ tía má quá chừng. Coi chồng em vậy mà còn đỡ đó. Thì anh có muốn vậy đâu, tại anh xui thôi mà. Hai còn bên ổng nữa hả? Hai ơi, người như hai kiếm đâu không được tấm chồng ngon lành, mắc mớ chi ổng cho thêm khổ. Vậy chứ lúc trước sao bà không tìm đứa nào tốt tốt hơn thằng Ba mà lấy? Lấy gì thằng Ba Phát, vừa nghèo vừa cục tính, tào lao mới lao không à. Thôi hai xuống xuồng đi về với em luôn nè. Ừ, có tiện đường cho bay không? Thôi mình đi hai. Em chịu nhịn chồng em á riết rồi, em thấy ổng quá đáng à. Quá đáng lắm luôn hai ơi. Nghe hai nói, mình cứ nhịn hoài á có khi dễ đó, lâu lâu phải làm dữ lên cho nó sợ. Em cũng biết vậy, nhưng mà chưa nghĩ ra cách nào để dạy cho ổng bài học đây nè. Hai sao vậy hai? Không có gì đâu. Mình đi em. Cẩn thận hai. Ủa, con khỏe chưa? Con qua thăm tía có chuyện gì quan trọng không? Con có chuyện này muốn nói với tía hai. Con đã nghĩ kỹ lắm rồi. Con nói có gì không phải, tía hai bỏ qua cho con nha. Coi con kìa, tía hai thương con lắm, có trách giận gì con đâu. Hai nè, tí hai thương con nhất luôn á. Hồi mà má con mất á, thằng Tòng chỉ lớn bằng ổ bánh mì à. Tía con á thì khóc lóc, bỏ tụi con bơ vơ. Con á là đứa con gái lớn nhất trong nhà, phải thay mẹ chăm sóc em, rồi thằng Ba Tài và thằng Tòng nữa. Thôi mà tía hai, tía đừng nhắc chuyện xưa nữa, nhắc tới con buồn lắm. Thiệt tình là con đã nghĩ nát nước rồi, cho nên con mới qua đây để gặp tía hai. Còn với anh Hải Tấn, tụi con có nợ mà không có duyên. Không chừng là kiếp trước á, con có nợ ảnh một chút đỉnh, cho nên là kiếp này á, con trả hết rồi. Thì ảnh không có níu chân con nữa. Bởi vì con mới nghĩ là chuyện của con với ảnh tới đây là được rồi. Thứ hai à, việc cưới hỏi coi như là không có gì. Giờ con cũng nản lòng lắm rồi, con không muốn làm vợ của anh nữa đâu. Tía hai, tía đừng có vì con mà làm khó dễ với anh, tội nghiệp với anh. Nó ép con nói vậy phải không? Dạ.
Không có đâu, đó là ý của con á. Tía nói thật, con thương nó, con đừng có bỏ lơ nó. Tía xém mất nó một lần rồi. Tía không muốn mất nó một lần nữa con. Tấm lòng cha mẹ con hiểu mà. Nhưng mà tía hai à, chuyện này con nghĩ là không có gì để bàn nữa đâu. Anh muốn làm gì á thì cứ để anh quyết định đi tía. Chuyện này quyết định vậy ngang tía hai, sau này á đừng có nhắc lại chuyện này nữa. Tía hai à, từ giờ tía đừng có suy nghĩ nhiều nữa nha. Tía hai à, con xin lỗi, con không dám thưa chuyện này với má hai. Con sợ má hai khóc rồi con lại mềm lòng. Tía hai thưa lại với má hai giùm con nha tía. Thôi con vô nhà. Anh vô trong nhậu đi, ba Phát nấu xong rồi đó. Em về nha. Sao mới qua về sớm vậy? Thôi, em ở lâu là có chuyện đó. Em nói chuyện với ba Phát nhiều rồi. Thế ghê không? Tính làm quen với hết mọi người trong nhà luôn mới chịu chứ. Thôi em về nha. Hai đợi. Anh dậy trễ vậy? Tại em tới sớm chứ mới giờ này mà trễ gì. À, em hết bệnh rồi hả? Nếu như mà em có chết, chắc anh cũng không thèm qua giếng em thắp nhang đâu ha. Em nói bậy bạ cái gì vậy? Tại anh thấy cơn bệnh không có nặng. Ủa mà sáng sớm qua kiếm anh có chuyện gì không? Tôi qua đây để nói cho anh biết là tôi đã nói chuyện với tía anh rồi đó. Bây giờ tôi không còn cản trở anh nữa. Anh có thể tự do qua lại với Út Trinh rồi đó. Hay rồi, cảm ơn cưng nghe. Anh chỉ biết cảm ơn thôi sao? Tôi biết là tôi tự nguyện tới chăm sóc cho anh, nhưng mà ngoài tự cảm ơn ra, anh không còn biết nói gì với tôi hay sao? À, nói... Nói cái gì? Anh biết nói cái gì bây giờ? Với tôi, tại sao lúc nào tôi cũng là kẻ thay thế? Anh nói là anh coi tôi như em gái. Vậy tại sao có những lúc
anh lại đối xử với tôi như vậy hả? Bộ trong lòng anh không cảm thấy gì hay sao? Anh có quan tâm tới tôi nghĩ gì không? Anh có cảm thấy là tôi tội nghiệp lắm hay không? Anh có biết là tôi thất vọng lắm hay không hả? Tôi với anh có thể sẽ khác rồi, nhưng mà Út Trinh về tới là anh xa hết. Tại sao khi Út Trinh xuất hiện là giữa anh với tôi anh coi như là không có gì hả? Anh phủi ta như vậy mà coi đàn hay sao? Anh hai, anh hai, anh hai, anh đền cho tôi đi, anh đền cho tôi đi, anh đền cho tôi đi, đền đi. Hai đội, anh đền cho tôi bao nhiêu năm chờ đợi anh, bao nhiêu năm nay tôi chăm sóc cho anh hãy đền hết đi. Hai đội, hai đội, anh đền cho tôi. Đừng đi, đừng như vậy em. Hai đội, hai đội nghe nói nè, em bình tĩnh đi. Phải chi mà thành được bằng tiền, anh thành cho em liền. Nhưng mà con sầu riêng, coi gì mà nó biết nghĩ hơn anh. Tôi nói với anh hay, hạnh phúc mà xây dựng trên đau khổ của người khác thì nó sẽ giống như con sông, bên lở bên bồi, không có cách nào trọn vẹn được đâu. Rồi sẽ có ngày anh phải hối hận. Hai đội, em nói cái gì vậy? Em tính làm cái gì? Tôi đâu cần phải làm gì, tôi sẽ để cho ông trời quả báo anh. Hai đội, hồi đó tới giờ anh biết mày không phải là người ác tâm, rất biết nghĩ cho người khác. Tại sao bữa nay mày lại nói với anh những lời như vậy hả? Tại sao vậy? Có chuyện gì vậy? Em, hai đợi, nó qua nó nói là nó đã nói chuyện với tía anh là không xen vô chuyện tụi mình nữa. Kể từ bây giờ anh muốn làm gì thì làm, nhưng trời sẽ trả báo. Mà sao hai đợi lại nói vậy chứ? Nó hận anh quá mà. Cũng dễ hiểu thôi mà, càng yêu thì người ta sẽ càng hận. Em lầm rồi, nó cũng lầm rồi. Nó không hề yêu anh, nó chỉ muốn có anh bên cạnh như hồi đó tới giờ thôi. Đó không phải là tình yêu, chỉ là cái thói quen, chỉ là tình anh em thôi, em hiểu không? Cho nên bây giờ nó mới giận anh như vậy đó. Thôi, nói chuyện với hai đợi cho xong đi. Nói gì nữa mà nói, ý hai đợi nó vậy rồi vậy cũng tốt cho thằng hai. Nếu là không phải thằng hai thì là con Trinh ép con hai đợi nói vậy, chứ con đợi nó thương thằng hai muốn đứt ruột, làm sao mà có chuyện bỏ khơi khơi vậy được. Thiệt tình, con Út Trinh này nó phiền hết biết. Thôi được rồi, cái vụ này ông giao cho tôi tính cho nó gọn. Ừ, thôi về ông. Thôi về.
Ủa tía, hôm nay bên nhà bác hai có đám giỗ, con phải qua bển phụ đi con. Dạ. Út Trinh ơi, Út Trinh. Dạ. Bưng này vô dùng thím hai đi con. Dạ thím đưa con. Bên nhà tía má hai đã có người phụ rồi tía, chắc cũng không cần con phụ đâu. Ủa sao vậy? Thôi con đi đi. Ý, hai đợi, hai đợi. Qua đây phụ dạ. Má hai chút đi con. Trời đất ơi, lu bu quá trời quá đất à. Má hai. À, chắc là con không phụ được má hai rồi. Sao vậy? Bữa nay con mắc công chuyện. Trời ơi, công chuyện gì mà công chuyện. Con cũng phải qua phụ má hai chút chứ con. Chú hai mày nói á, năm làm đám giỗ có hai bận à, cho nên phải làm hoành tráng lên, chứ qua loa là ông không có chịu. Chỉ tội cho cái đám phụ nữ bù đầu bù cổ từ hôm qua tới giờ mà chưa có hết việc nữa. Chị hai à, tôi có ít quà à, đưa quà để chúc thắp nhang luôn. Đưa đi con. Anh lúc nào cũng mua quà hết. Cảm ơn anh nha. Dạ không có chi. Dạ. Trinh à Trinh. Dạ. Chú Tư có gửi ít trái cây nè. Con bỏ lên mấy cái dĩa để cúng nha ông con. Ờ à, luôn tiền con bắt cái nồi nước sôi luôn dùng thím hai nha ông con. Dạ. Là má hai nói con nghe nè, con đừng có buồn như vậy hen. Là má có nói với con Út Trinh á, là má nhận nó làm con nuôi hay không. Nếu như nó đồng ý á, thì chuyện nói với Hai Tấn kể như giải quyết xong hen. Con thiệt á, sao con khờ quá vậy hả? Trời ơi, nếu như á, con thương thằng Hai rồi á, thì con ra mặt con giành đi hen, con giành nó, chứ có đâu con đứng im con dâng hai tay cho người khác. Má Hai à, con đã nói chuyện này rồi, mình đừng có nói qua nói lại nữa, con không có giải quyết được gì đâu. Thôi con không có phụ gì được cho má Hai hết, con xin phép con vô nhà. Tôi đã nói rồi, nó nói cắt là cắt à, anh chị đừng có nghĩ ngợi gì hết á, nghe không? Trời ơi. Má ơi, tụi con làm gà xong rồi. Ừ, đem qua đi rồi rồi má hầm. Ông đó không có nhậu nhiều nữa chưa? Nhậu nhiều là biết tay tôi á. Ừ, biết rồi. Sẵn bữa nay có mọi người đông đủ ở đây nè, tôi muốn thưa chuyện với mọi người. À, kể từ hôm nay, tôi và ông nhà tôi sẽ nhận con Út Trinh làm con gái nuôi. Con à, con cầm ly rượu này nè, qua mời tía với chú Tư đi con. Là vì ngoài tía ra thì chú Tư cũng là người lớn tuổi nhất ở cái xóm ghe này nè ha. Qua mời rượu đi con. Đưa rượu của mày. Nè, đây đây, rót với Trinh nha. À, phải đầy gì nè, vậy có chàng chê tình cảm chứ. Qua mời rượu tía với chú đi con. Đi. Dạ con mời tía. Dạ. Mời chú Tư luôn. Con mời chú Tư. À, con. À, chúc mừng anh chị nghe. Chúc mừng, chúc mừng. Xong rồi, tới đây ngồi. Tới đây con. Con rót một ly, mời anh hai con. Rót rượu là chuyện của con rồi. Đây chị Trinh. Mời anh hai đi con. À. Ừ.
Xong rồi, đó. Bây giờ con chào anh chị ba đi. Em chào anh ba. Chào chị ba. Ừ. Kể từ hôm nay con sẽ là con gái thứ tư trong nhà. Còn con lại sẽ là con gái út. Dạ. Thôi mọi người ăn đi, cầm đũa đi. Trời ơi. Dạ dạ. Ôi, đúng rồi, vui mà. Ăn uống no say luôn. Ăn đi con, ngồi hoài vậy gấp rồi ăn tự nhiên đó con. Rót rượu cho anh ba. Hôm nay có đám dỗ gần, trong bùng bần thần hồng có dám đi đâu. Dạ thưa anh chị hai, hôm nay là ngày dỗ của bác trai. Dạ em ba le không có quà gì hết. Dạ có 2 ký trái cây cúng bác. Địch sự quá. Dạ nhưng mà cái chỗ ghe trái cây này nó cũng ní, nên khuyến mãi cho anh này. Trời ơi. Ba le. Dạ. Mày tính giết mọi người đây sao? Dạ chứ hai hai thế con em ở đây lít rượu kỳ lắm. Qua đây. Dạ dạ ngồi chỗ nào? Qua đây qua đây. Chú ba qua đây. Qua đây với con. Rồi cẩn thận té chú ba. Dễ gì. Đây 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 đây, chú ba ngồi đây. Trời ơi, hôm nay lại sai nữa rồi. Thôi ngồi xuống đi. Này là bộn ngang. Rồi cho chú ba ly rượu coi. Rồi. Bây giờ trước tiên là em chào à chị hai. À con gái nuôi của tôi, gái nuôi tôi, gái tôi. Vì mặt mày sưng sốt chú ba, làm ly đi chú ba. Ăn đi con. Dạ con cảm ơn. Cha cái điệu này là chết nhỏ dưới ghe rồi. Dạ ơi, đưa ly đi anh Tài. Em rót cho, em rót cho. Cảm ơn chú ba. Anh hai uống nè anh hai. Dạ, dạ con xin phép. Con xin phép chú ba. Dạ. Thôi, bây uống vừa vừa thôi. Chú ba, ăn đi chú ba. Rồi nào, 1, 2, 3 mình vô cái đi. Cho nó xong tụ của đám dỗ nè. Vô đi. Hai. Vô. Cô hai, hôm nay tôi đi đám dỗ bên nhà bé Châu, không thấy cô hai. Tưởng là cô hai bận chuyện gì đó. Ai về là cô hai ở đây. Dạ tôi cũng có chút chuyện, nhưng mà xong việc rồi, bây giờ tôi phải qua học chứ. Giờ mình học được chưa? Chắc được. Thầy Minh nè. Chuyện gì cô hai? Tôi cũng không biết trong lòng tôi nghĩ gì nữa. Biểu, trong lòng tôi có còn thương hai Tấn không? Tôi cũng không biết trả lời sao nữa. Nhưng mà tôi thật sự thấy đau lòng khi nhìn thấy cảnh anh hai Tấn và Út Trinh vui vẻ bên nhau. Có phải tôi ích kỷ không thầy? Nhưng mà bây giờ cô hai còn muốn làm vợ anh hai Tấn không? Dạ không. Tôi chỉ muốn anh hai Tấn đối xử với tôi giống như lúc trước thôi. Anh vui vẻ với tôi, chứ đừng có lơ tôi, đừng có coi tôi là kỳ đà cản mũi. Lúc nào anh cũng hắt hủi tôi, làm cho tôi rất đau lòng. Cô hai à, ai cũng có chút ích kỷ hết. Nhưng mà đó là chuyện bình thường. Mọi chuyện cũng đã qua hết rồi. Hãy cứ bình tĩnh mà sống. Thôi, mình vô học nha.
Sao ngồi đây vậy con? Má, má nói chuyện với con chút nha má. Thôi, tao biết mày tính nói gì rồi. Tía thì con không nói chuyện được rồi. Bây giờ má con không nói chuyện với con luôn là sao? Nói đi nói lại cũng có chuyện đó thôi. Có gì đâu nói. Chứ sao tự nhiên má bày ra cái trò nhận Úc Trinh làm con nuôi chứ vậy? Không phải là má muốn làm cho cổ khó xử chứ? Má thấy nó có một thân một mình, không có người thân nào bên cạnh. Má thương nó, má nhận nó làm con nuôi. Sao con lại cự nữ má? Má biết má làm vậy Úc Trinh khó xử lắm không? Tụi bây đã quyết định làm bạn tốt của nhau rồi, thì má nhận nó làm con nuôi, có gì đâu khó xử. Trừ khi là con muốn. Thì con muốn gì má biết mà. Hai ơi là hai, con làm cho con hai đợi nó đau lòng như vậy á, con cảm thấy là con không có lỗi chút xíu nào sao con? Thiệt tình. Hiền. Ủa, anh Tòng đợi em đó hả? Ừ. Có gì không anh? Mai mốt á, đừng có đến nhà hàng miền Tây nữa được không? Sao kỳ vậy? Tôi không muốn Hiền đụng mặt cái con nhỏ đáng ghét kia. Nếu mà Hiền không làm gì á thì đi chơi với tôi. Thiệt á anh? Thiệt. Dạ. Đi ha. Dạ. Ủa, tí đi đâu mà gấp gáp dữ vậy tí? Người nói đâu? Hai đâu có về đâu. Hai đi ghe đột quá rồi đưa cái lên thành phố bán. Mà nhanh lắm cũng nửa tháng hay một tháng mới về chứ tía. Từ bữa mà nó nghe má mày nói nhận Út Trinh làm con nuôi rồi nó theo ra đục đi luôn á hả? Dạ chắc là người ta cần người gấp quá nên hai mới đi như vậy. Hay là nó đi để dằn mặt tía má? Hai á không có dám làm như vậy đâu tía ơi. Được rồi, kỳ này nó về nó liệu với tía. Trời ơi, coi chừng té đó nha. Ngồi yên đi. Con không có té được đâu. Hồi nào tới giờ con đi chung với thầy, nhưng mà thầy Minh cũng cho con giọt nước nữa mà. Ủa, mà sao dạo này không thấy ông thầy đâu ta? Bà hỏi tôi sao tôi biết? Bà hỏi bé Châu hay là chị Hai Đợi kìa. Mà dạo này á nha, tôi thấy hai người hay đi chung lắm á. Thấy hai người đẹp đôi lắm á nha. Tôi đã sớm nhận ra rồi, mà ai biểu nói mấy người không tin. Bà làm như bà thần thông quảng đại như tề thiên đại thánh vậy đó. Nhìn nhận sớm biết sự việc. Vậy sao bà không nhìn trước á, lộng tộc lăng nhăng đi. Con làm chứng chút nè. Chiều nào con cũng thấy cô đẹp đi chung với chú, chú Tòng á. Hiền chứ không phải đẹp. Con thấy con đó đẹp mà. Mới có chút é à, bà đặt ham gái rồi hả? Con nói mà Út không có tin. Dì Xuân đợi chút xíu là hai người đó sẽ tới liền à. Kìa bà. Ê, nhìn kìa. Đó. Tức thiệt.
Đó, không tin. Mới thấy đây đâu ta? Đâu rồi? Hú! Hết hồn rồi. Tía lớn chơi giống nít quá. Lỡ con đứng tim con lọt xong chết rồi sao? Ai biểu mày không được đàng hoàng? Mày xuống ghe tao mà mày làm cho con gà lên đống lúa. Lúa nhóc cho không ăn mày bươi mày kiếm gì trong đó? Con qua đây kiếm cục vàng của tía nè. Chờ một xíu rồi nó về bây giờ á. Kìa. Sơn. Anh đó nha. Anh về dạy lại thằng em trai của anh đi nha. Trời ơi, chạy võ lại chở gái mà chạy nhân cướp vậy đó. Tao chúc mừng mày nha. Tao qua ghen hai, tao uống trà. Kệ nó đi. Em của anh nó chạy sao, kệ nó tự nhiên chửi anh. Kệ nó đi. Anh qua đây có chuyện nói với em nè. Chuyện gì? Ông bà chủ nói là kêu em xem quá đơn tháng rồi là sai á, bị thiếu á. Ủa? Kêu Sưng coi là đi. Chứ đổ bao nhiêu lít mà anh không nhớ hả? Với lại vừa rồi á, tua nghỉ hơn một tuần mà. Trời ơi, dạo này người ta bận rộn nữa ha. Người bận rộn mà, đủ thứ việc á, sao nhớ được. Vậy sao ông bà chủ của anh á, có tay có chân sống đem qua, để anh đem qua làm gì? À thì... Thị gì? Bộ làm ở trạm xăng rảnh rỗi lắm hả? Đi đằng này đi đằng kia, mà sao không nói nhỏ Hiền á, nó đem qua cho. Hay là để nhỏ Hiền nó có thời gian đi chơi với em trai của anh. Em trai của anh thương nhỏ Hiền, rồi cưới được vợ nhà giàu, phải không? Tự nhiên người ta quan tâm, người ta qua đây, người ta nấu gì thôi. Rồi đứng chửi người ta quỳ gối giống mẹ chửi con vậy. Sơn. Làm gì vậy? Nghe mùi gì không? Mùi khét. Đúng rồi. Chết. Chết rồi, tía nấu cơm. Trời, thiệt tình á. Lẹ. Đâu rồi? Trời, khét hết trơn rồi nè. Chừng trái ghe đó. Tía ơi là tía. Đi lên, đứng đây làm gì? Xuống đây với vợ tương lai. Giờ này mà còn vợ, đi. Đi lên chưa, đi. Tía. Sao không đi luôn, về đây làm chi?